Chào các bạn, thì đột nhiên mà các bạn quét sàn nhà mà các bạn thấy là những chú vẹt nó có những cái lông này rụng này thì có thể là các bạn đáng lo ngại. Đấy, các bạn thấy đấy. Thì có thể là các bạn đáng lo ngại vấn đề này. Nhưng khi mà thấy những chú vẹt mà lông nó rơi lả tả như thế này này, mà các bạn cố gắng xem là nếu mà những chú vẹt mà còn nguyên chân lông như thế này không bị cắn nát thì đó là một cái triệu chứng đổi lông bình thường của những chú vẹt. Chính vì vậy khi mà các bạn thấy những chú vẹt mà thay lông như thế này này, có chân đàng hoàng như thế này, thì là một sự thay lông bình thường. Lúc này việc của các bạn sẽ như sau. Các bạn có thể là cho ăn thêm những cái hạt hướng dương tinh dầu như thế này. Có thể cho ăn thêm cả bắp non. Hoặc là những cái hạt trộn như thế này, hướng dương Nga này, hạt láng này, thóc này, một số hạt nữa. Đó, các bạn cho ăn bổ sung cho những chú vẹt. Đây, hạt láng đây các bạn. Hạt láng tròn đây. Đó, ngoài ra, ngoài những cái hạt trộn này, thì các bạn có thể là bổ sung thêm một số những cái loại rau như rau muống này, hoặc xà lách, hoặc là một số những cái loại hoa quả như là táo lê, mận ổi cho những chú vẹt. Thì bây giờ mình sẽ cho những cái rau này để cho những chú vẹt ăn thử các bạn xem nhé. Đó, thì đây là những cái rau muống thì để mình cho những chú vẹt ăn nhé các bạn nhé. Con lên tay. Đấy, con sang ăn đây. Đó, chắc là phải một lúc, bây giờ ra nó nói một lúc đã, hai cái con này nó chuyên về thôi. Đấy, các bạn thấy con vẹt Huỳnh Nách nó đang ăn đấy. Thì cái rau muống này thì các bạn cũng có thể là thường xuyên bổ sung cho những chú vẹt. Đặc biệt là cái thời điểm thay lông. Bởi vì trong cái môi trường nuôi bằng lồng thì những chú vẹt luôn luôn cần ăn những cái loại rau như thế này, để nó không sót ruột và nó bổ sung những cái chất xơ cho những chú vẹt nhà các bạn. Đó, thì cái thời đặc biệt là cái thời điểm mà các bạn những chú vẹt thay lông ấy, thì các bạn nên cho những chú vẹt ăn cái rau muống như thế này. Ngoài những cái rau muống như thế này thì các bạn có thể là cho ăn cả những cái trái cây nữa các bạn nhé. Trái cây như ổi cũng được. Đó, thì các bạn cho ăn để cho những chú vẹt là ở trong môi trường nuôi nhốt là những chú vẹt luôn luôn được thưởng thức cái đó. Thì ngoài những cái mà các bạn cho ăn bằng rau muống như thế này thì cái thời điểm thay lông các bạn cần lưu ý thêm cái gì? Ngoài cái những cái cho ăn ví dụ như hạt hướng dương, rau muống hoặc là những cái hạt mà trộn thì các bạn còn có thể tắm cho những chú vẹt trong thời điểm này nữa. Cho các bạn ạ, khi mà cho nó tắm thì nó rất là thích như thế này này. Mà nghe thì tiếng nước nó đã thích lắm rồi. Cho nên là mình đã vừa chia sẻ cái vấn đề thức ăn trong thời gian thay lông, thì các bạn còn phải thường xuyên tắm để cho những chú vẹt có một bộ lông mượt đẹp. Bởi vì tắm thường xuyên thì nó đỡ gây ra những cái mà nó bị giận mạc, nó ngứa. Đấy, thì các bạn có thể là tắm cho những chú vẹt trong thời gian thay lông, thì tuần các bạn tắm 2 lần nhé. Tuần các bạn tắm 2 lần thì sau khi nó có cái nước vào lông nó thì nó sẽ rỉa lông, nó sẽ làm cho lông mượt mà hơn. Đó. Thì cái quá trình thay lông của những chú vẹt, đầu tiên các bạn phát hiện, cái thứ hai là thức ăn, thứ ba và các bạn cho tắm cho những chú vẹt như thế này để đảm bảo có một bộ lông mới nó sẽ đẹp hơn. Thì mình vừa chia sẻ với các bạn video đó, thì hy vọng các bạn sẽ áp dụng được cái phương pháp này. Xin cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành kênh Yêu Vẹt & Pets. Thanks for watching and goodbye.